Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video này xin giới thiệu với các bạn cái mẫu động cơ 12V 800W. Cái dòng này thì nó không có chân đế, tốc độ chậm, nó giống con 600 nhưng nó to hơn nhé. Nó là 800, công suất thật các bạn nhé. Đây này, bốn con lỗ định vị này dành cho các bạn để treo động cơ. Các bạn đi bên này qua bên này. Kích thước thân động cơ là 14 cm. Đây, kích thước các bạn đo thân động cơ là 14 cm. Đấy, đo cả động cơ lẫn đầu trục của nó là 23 cm. Đo đường kính động cơ của nó là 11 cm. Tốc độ con này là 45 vòng trên phút. Đấy, đầu trục này là trục sử dụng nhông xe máy này, xích xe máy là lắp vừa các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 răng. Đấy. Thì các bạn đặt hàng lưu ý bên mình có cả dòng 600W nhé. Con này là 800W đấy, rất là khỏe. 12V, không cần điều tốc cũng chạy được, các bạn chỉ cần dí điện là chạy thôi.